xuất trước tình trạng khi đến mùa thu hoạch lúa, những cỗ máy sau khi cuốn rơm để nông dân tận thu rơm kiếm thêm thu nhập, lại luôn để lại gốc gà, khiến nông dân phải đốt bỏ gây ô nhiễm môi trường. Một nông dân tại Khánh Hòa đã chế tạo chiếc máy tận thu luôn gốc gà. Sau khi có những cỗ máy thu rơm, cuốn thành những cuộn tròn để nông dân kiếm thêm thu nhập sau khi gặt. Tuy nhiên, những gốc gà còn lại trên các đám ruộng khi thu hoạch rơm xong đã buộc nông dân phải đốt bỏ để chuẩn bị cho vụ mùa sau và nhằm để giúp cho nông dân không bỏ phí, tăng thêm lợi nhuận sau khi thu hoạch rơm. Ông Trần Đức Mạnh, một nông dân ở xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa, đã chế tạo chiếc máy tận thu cả gốc gà. Ông Mạnh cho biết, trước đây, khi thu hoạch rơm bằng máy, mỗi sào chỉ thu được khoảng 6 cục rơm. Nay với chiếc máy tận thu luôn gốc gà mỗi sào, thu hoạch được gần gấp đôi sản lượng rơm, tức gần 12 cục rơm, mỗi cục nặng gần 30 kg. Ví dụ sau khi lấy cái rơm không thì cái gốc rạ còn lại thì bà con đốt, thì thứ nhất là nó bị chai đất, cái thứ hai nữa là coi như nó sinh ra một cái gọi là chất hữu cơ độc, làm cho nên cái đồng ruộng nó bị khi gieo lúa được tới thì nó sẽ bị hanh gốc rạ. Do đó tôi thấy cái tiềm năng này tận thu luôn gốc rạ. Cũng theo ông, rơm từ gốc gà sẽ rất tốt cho cây trồng, nhất là trồng thanh long và những người làm nấm rơm. Và chiếc máy của ông cũng góp phần tránh được tình trạng đốt rạ gây ô nhiễm môi trường.